Tết Nguyên đán là thời điểm khó duy trì nếp sống và chế độ ăn uống khoa học, thường xuyên tiệc tùng, nạp đồ ngọt và tinh bột, đồng thời lượng vận động giảm mạnh gây nguy cơ tích đọng mỡ thừa. Ngoài ra tâm lý thoải mái, nghỉ ngơi thả ga cũng là một trong những nguyên nhân khiến nhiều người tăng cân mất kiểm soát. Vì vậy, giảm cân sau Tết là nỗi ám ảnh với rất nhiều chị em phụ nữ. Chính vì tâm lý muốn ép cân nhanh, lấy lại vóc dáng, dẫn đến không ít sai lầm gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Bác sĩ Đào Thị Hảo, khoa dinh dưỡng Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã tư vấn về vấn đề này. Sẽ có một cái sai lầm lớn nhất là muốn giảm cân cấp tốc, chuẩn bị đi chơi, có một cái sự kiện gì chúng ta phải giảm cân cấp tốc. Nhưng mà cái giảm cân này thì nó, nếu giảm cấp tốc thì nó chỉ có giảm nước thôi. Còn nếu mà giảm bền vững thì nó phải giảm hết cái phần mỡ thừa của chúng ta đi đó, và nó săn chắc cơ lại thì đấy mới là giảm cân. Thì chúng ta hay gặp một là sử dụng các thuốc giảm cân mà giới thiệu tràn lan ở trên thị trường, không qua khám, không qua tư vấn hay điều trị của bác sĩ chuyên khoa. Thứ hai là chúng ta tự nhịn ăn hoặc là uống những cái loại nước theo mách bảo ở trên mạng để thải độc cơ thể, thì đấy cũng là một cái rất nguy hiểm đến cơ thể. Cân chưa giảm mà sức khỏe chúng ta đã giảm rồi. Và một cái nữa đó là chúng ta muốn giảm cân nhưng không muốn thể dục, chỉ muốn giảm ăn không muốn thể dục. Thế thì nó làm mất cân bằng trong cuộc sống và mất cân bằng trong khẩu phần ăn và dinh dưỡng, nên cơ thể chúng ta nó gặp một cái giống như là cái cú sốc ấy, tự nhiên làm cho cơ thể gọi là sốc, không thể cân bằng nổi, nên dẫn đến thì hoa mắt, chóng mặt, tiêu chảy, buồn nôn, hay là có thể có những người là gan mật rồi thận nó sẽ bị ảnh hưởng.